Nếu như khoe thông thạo, bật chat on, chấm hỏi vào mặt team địch là thương hiệu của những pha múa Yasu để dần chơi game thủ, thì đây là thứ thể hiện rõ ràng nhất bạn có phải là một Shinigami Pro Max hay không. BANKAI. Chính xác, Bankai, thứ không phải bất kỳ từ thần nào cũng có thể lĩnh ngộ được hoặc phải tốn hàng chục năm trời để thuần thục nó. Nên mỗi khi Bankai xuất hiện là chúng ta lại được pha mắt chữ A mồm chữ O về độ bá đạo từ các Bankai này. Thế nhưng có lẽ càng về sau cốt truyện ngày càng đẩy nhanh tiến độ như thể bị vạ đuổi, nên có những Bankai chúng ta chẳng thể được chứng kiến hoặc thậm chí là ta chẳng còn biết nhân vật đó có sở hữu Bankai hay không. Hôm nay mời anh em cùng Bi đội trưởng tìm hiểu về những Bankai chưa từng được tiết lộ trong Bleach nhé. Trước khi bắt đầu video là chương trình quảng cáo. Hiện cái shop Wibu Empire của mình ngoài áo thun thì nó mới cập nhật thêm những cái mẫu áo sweater rất là chất lượng như thế này. Đang câu đã giảm giá cực mạnh lên đến 50% và rất là nhiều voucher khác nhau cũng như là free ship. Thời tiết thì đang lạnh dần rồi, anh em tranh thủ mua đồ đi chơi Noel hay là đi chơi Tết nhá. Link mua tôi để ngay dưới phần mô tả video. Ok, trước tiên để mà nói về một nhân vật xuất hiện từ đầu câu chuyện nhưng chưa có Bankai thì ta chắc chắn không thể nào bỏ qua Shihouin Yoruichi, đội trưởng đội ẩn mật cơ động và là nàng mèo của biết bao còn dần thúc tẩy. Xuyên suốt từ đầu đến tận cái ác quyết 9.000 năm, cô nàng này chỉ toàn đánh nhau dưới hình thức của một ninja kiêm dân chơi thể thuật như ông thầy ngỗ tàu bên làng lá. Chúng ta thậm chí còn chẳng thấy Yoruichi lôi cái Zanbakuto của mình ra, ngay cả khi trước mặt cô là Aizen lúc này đã làm bố các đội trưởng. Thế nhưng, tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng Yoruichi thật sự sở hữu Bankai vì nó là một trong yếu tố bắt buộc để nắm giữ cương vị đội trưởng. Vì thật ra, trong khoảng thời gian hồi ức giải cứu Soifon của một con Hollow thì ta cũng thấy Yoruichi từng vác theo thanh Kodaichi sau lưng. Nên có thể đây chính là một Zanbakuto, bởi không phải Bankai nào cũng đao to bô lớn như thanh Zanbakuto bự chảng của Ichigo đâu. Nhưng không hiểu sao sau này chỉ toàn chơi thể thuật với cái trò cào cấu cắn rẽ kẻ thù. Không biết anh em sao chứ tôi thấy rất chi là dễ thương nhá. Tóm lại, có thể do Yoruichi cảm thấy dùng Bankai thì không tự do bay lượn, hoặc khi sử dụng thì buộc phải cần một điều kiện gì đó để kích hoạt. Mà với một người cần đánh nhanh thắng nhanh như cô thì rõ ràng là nó không phù hợp lắm. Đấy, tôi nói vui thế thôi, thật ra do tác giả mà cắt đất diễn. Dù sao, tôi rất mong tác giả cho chúng ta chứng kiến Bankai cô nàng Linh Miêu này, vì chắc chắn cô cần có Bankai mới ngồi được vào chức vị hiện tại. Cái nhân vật tiếp theo, lại một nhân vật khác cũng có số nhỏ không kém Yoruichi chính là Ukitake Jūshirō, đội trưởng đội 13 trong Gote 13. Đi làm đội trưởng không coi ngày sao mà ứng vô cái số má điểm phải liền 13. Trong sự kiện huyết chiến ngàn năm, thay vì được nâng cấp Bankai cho bằng bạn bằng bè hoặc chỉ ít thì cũng thể hiện ra Bankai cho có tí gọi là spotlight lấy le với các anh em độc giả. Nhưng tác giả Kubo đã thẳng tay nói đéo với anh tôi. Những màn combat có mặt của anh toàn bị cho ra sau cánh gà tay đôi mấy thẳng lính lác oắt con. Để rồi khi Châu Hồ Bách xông vào Điện Linh Vương và giết chết Sâu Kinh, gây ra mất cân bằng tam giới thì anh cũng đi đời còn mạ luôn. Để ngăn chặn tam giới sụp đổ, Ukitake đã dùng chính cơ thể mình để triệu hồi cánh tay phải của Sâu Kinh nhằm cân bằng lại thế giới. Còn anh thì hết kịch bản nên cũng chấm dứt đời mình tại đó. Tuy nhiên, khác với Yoruichi thì hy vọng vẫn còn đó cho Ukitake. Trong cái chapter extra ra mắt hơn một năm về trước, Ukitake, Yamamoto cùng Unohana đã được tiết lộ rằng họ bị gửi xuống địa ngục và đây chưa phải là kết thúc. Đã thế, tên của Ukitake còn được nhắc đến như một manh mối cực kỳ quan trọng để kết nối với arc Hell sắp tới mà tôi cũng không biết là tới khi nào. Nhưng nói tóm lại là sắp tới được chưa? Thì tớ cũng nghĩ rằng anh sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng với nhóm tử thần Ichigo và hy vọng lần này tác giả Kubo sẽ cho anh tôi tỏa sáng với Bankai thật sự của mình. Chứ đường là một đội trưởng trong Gote 13 mà cả cái arc quyết 9.000 năm công dụng lớn nhất của anh là làm vật dẫn cho cánh tay phải Shouking. Mẹ nhìn anh, tội với liền. Ở vị trí thứ 3, Aizen Sosuke. Đẹp trai, thư sinh, IQ 200 chạm nóc, ngồi một chỗ mở mồm thôi cũng khiến các em rụng trứng, còn các đội trưởng thì rụng rời. Chỉ với việc xuất hiện của mình, Aizen cũng khiến cả team mình lẫn team địch phải xanh mặt. Thậm chí là kẻ có quyền năng to lớn như Chua Ha Bách cũng chẳng muốn giết Aizen bởi vì nó rất là phiền phức. Có lẽ chính vì sở bộ não thiên tài sức mạnh bá đạo như vậy mà còn táng thêm cái Bankai vô nữa thì chắc tự tạo một server một mình anh chơi. Nên tác giả tất nhiên là quyết định không show bất kỳ thông tin gì về Bankai thực sự của Aizen. Thậm chí kể cả chính miệng Aizen nói là mình đã đạt đến giới hạn của một đội trưởng nhưng lại chưa từng thể hiện Bankai cũng vô cùng đáng ngờ. Ai mà đi tin ông Aizen này thì bán nhà đi là vừa đấy. Bởi ngay cả khi đánh nhau với trạng thái Getsuga Tenchou Ichigo, Aizen đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng hắn vẫn sống chết không bật Bankai. Vì thế nên đã có rất là nhiều giả thuyết, rất nhiều màn combat tung cả bàn phím, nước mồm nước bọt vào nhau suốt nhiều năm vừa qua chỉ để tranh cãi Aizen có thực sự sở hữu Bankai hay không. Theo tớ, là một fanboy Aizen 20 năm thì tớ tin là có. Vì Aizen ở cuối ác quyết 9 ngàn năm đã sử dụng Kyoka Sugetsu để đánh lừa cả Chu Habek. Và tớ nghĩ có sự can thiệp của Bankai từ anh ở chỗ này. Vì bây giờ Chu Habek không phải là một lão già phải dùng clone thế mạng đi mổ Yamamoto, không phải một tên phản diện nửa mùa, mà là một Chu Habek với toàn bộ sức mạnh của Shouking, kẻ mạnh nhất từng khai sinh trong cái vũ trụ. Mà Aizen lại có thể dùng Kyoka Sugetsu để ao nhẹ cái não của một lão điều khiển cả tương lai. Chính vì thế nên tớ rất mong Arc Hell Aizen sẽ có nhiều đất diễn hơn. Vì giờ đây anh và thi hồn giới cũng không còn quá nhiều mâu thuẫn như xưa khi các thế lực mục rữa đã lùi xuống, nhường chỗ cho thế hệ trẻ như Ichigo và những người bạn. Và vì Aizen bản thân được xây dựng là một nhân vật quá đỉnh như vậy, không dùng thì lại phí quá. Tiếp theo, Isshin Shiba. Giá trị duy nhất của mày nằm ở thằng bố mày, và cả Ichigo cũng không thể thoát khỏi câu nói chứ danh này. Thật vậy, Isshin, bố của thanh niên đầu cam, không chỉ từng là một Shinigami mà còn là Shinigami thuộc hàng đội trưởng xấu tiềm năng cực cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa thể thấy Bankai Isshin đầu cu tay nheo như thế nào, và nguyên nhân chính là do Aizen. Vì không muốn ông phá hủy kiệt tác của mình, Aizen đã nhân cơ hội ông không để ý mà bất ngờ lao ra thọt lén Isshin trong lúc ông đang chiến đấu với con Hello White, một trong những kiệt tác từ Aizen. Cũng bởi vết thương quá chí mạng mà Aizen gây nên nó đã khiến Isshin không thể tập trung thi triển Bankai được. Cho đến tận sau này thì ta cũng không còn thấy ông thi triển Bankai dù cho đã lên xét đồ tử thần ngày nào. Vì thế, tớ cực kỳ hy vọng tác giả uống nước nhớ nguồn, búp thằng con tới nóc rồi thì cũng cho ông già nó thể hiện một chút đi chứ. Như Minato hay Naruto ấy, chứ đừng có để đi bán mối thì số này lại nhỏ vãi. Tiếp đến, biệt đội cận vệ số 0. Đội cận vệ hoàng gia với những tử thần cá biệt không giống ai nhưng lại sở hữu năng lực vượt trội hơn các Goche 13. Mang nhiệm vụ của họ là hàng phòng tuyến cuối cùng của thi hồn giới khi bảo vệ vị vua không liệt sầu kinh chứ thằng con họ báo Chùa Hà Bách. Chắc hẳn các bạn mới xem tập anime bữa giờ đều mong chờ trận đánh bùng nổ, những câu huyền thoại nổi da gà như Bankai các kiểu đà điểu đúng không? Ừ thì cháy nổ, đánh nhau y xèo, Bankai bùng cháy, đó là những gì mà đội cận vệ hoàng gia không có. Hay nói đúng hơn là không được thể hiện. Ngoại trừ sư thầy pháp danh thích đặt tên Ichibe đã khiến vị vua không ngai Chùa Hà Bách xém khóc, thì các thành viên còn lại hoàn toàn không có cơ hội thi triển Bankai. Thay vào đó, ta chỉ biết họ cực kỳ bá đạo khi chỉ trong tích tắc đã dễ dàng xử gọn toàn bộ đội cận vệ hoàng gia Quincy từ Chùa Hà Bách. Trước khi được vị vua Quincy hồi sinh lại với nội tại của sự nạp vip và cho đi đời cả đám. Nhất là Oesu, thanh niên hip hop Never Die không sợ trải nghiệm bị gái đi và là kẻ đã tạo nên các trảm hồn đao. Thông qua cách Oesu chiến đấu thì không khó để ta có thể nhận thấy anh cực kỳ thấu hiểu các thanh trảm hồn đao Zanbakuto mà mình đã tạo. Các cận vệ hoàng gia thường chiến đấu dựa theo thành tựu mà họ tạo nên, thành ra tôi thấy bọn họ đã thấu hiểu lĩnh vực đến mức độ đấy rồi mà không có Bankai thì nó lại điều quá. Nên phải nói thật là tớ khá bị hụt thẫn khi đội số 0 chỉ có một mình sư thầy thích đặt tên là được thi triển toàn bộ năng lực trộm chùm Chùa Hà Bách, và đã có lúc coi hắn như kẻ thấp kém hơn mình. Còn những người còn lại cho đội không thì tớ rất là mong khi mà lên anime truyền thể sẽ mở rộng phần chiến đấu của họ như cách Ufotable đã làm với Kimetsu no Yaiba. Và hy vọng của tớ không phải là no hope, vì tạo hình của dàn Goche 13 đầu tiên chưa từng được xuất hiện trong manga thì nay đã có trên anime. Tiếp theo, Ginrei, Love và Kenpachi Kiganjō. Nói thật chứ với ba trường hợp này thì tôi nghĩ là do Kubo Sensei lười đây anh em ạ. Với Ginrei thì ông chỉ đóng vai trò làm người ông nghiêm khắc trong hồi ức Byakuya, xong cũng biến mất tăm này, dù bản thân cũng là một đội trưởng nhá. Mà thường mấy lão nghiêm khắc tạo nên một Byakuya như hiện tại thì chắc chắn thế nào cũng phải có Bankai mới dám đi lên mặt dạy dỗ thằng cháu mình. Cơ hội duy nhất cho ông tôi nghĩ không nhiều vì ít ai biết đến. Nếu có thể thì cùng lắm là ông sẽ chỉ xuất hiện ở cái arc hell sắp tới và là cái bóng để Byakuya vượt qua để nâng cấp Bankai của anh lên một tầm cao mới là đi. Về phần Kenpachi Kiganjō thì còn thảm hơn nữa. Dù mang danh là Kenpachi đệ cửu, danh hiệu chỉ dành cho tử thần cường mạnh nhất đội, nhưng chính bản thân ông lại bị Zaraki chưa đầy hồi sữa giết chết. Đấy là chưa kể, Zaraki vẫn còn đang tự kiềm hãm khả năng của chính mình và còn chưa trưởng thành hoàn toàn như hiện tại. Nên cái khả năng của ông mà xuất hiện mà còn thể hiện Bankai nữa thì gần như là số 0. Có khi xuất hiện thì cũng thua Kenpachi hiện tại vì giờ đây còn có cả Bankai vừa mới tậu từ ác quyết chính ngàn năm nữa. Trong số cả ba người ở đây á, thì Love là người có cơ hội xuất hiện Bankai nhất, vì anh cũng từng là cựu đội trưởng, nhưng vì thí nghiệm kết hợp Hero của Aizen mà giờ phải cuốn gói lên nhân giới gia nhập tổ đội Vizaro, hội những người cùng khổ. Tuy nhiên tại trận chiến với một trong các cận vệ Quincy tại huyết chính ngàn năm á, thì Love cũng có xuất hiện lại để hỗ trợ Ichigo cùng đồng bọn. Mặc dù anh ngay lập tức bị quật bay chỉ trong một khung tranh, nhưng tớ hy vọng khi mà lên anime sẽ cho anh thêm khoảnh khắc tỏa sáng để mà xứng với danh hiệu cựu đội trưởng của C13. Chứ cứ để như manga thì mẹ nhìn bực lắm. Thề cái phần huyết chiến ngàn năm này, cái manga ông tác giả ông viết nó bị nhanh nha anh em. Và cuối cùng đó là Gote 13 đời đầu, một trong số đội hình mà tớ chắc chắn không chỉ có tớ mà các anh em ngồi đây cũng cực kỳ mong chờ, đó chính là dàn Gote 13 đời đầu với Unohana trong danh hiệu Kenpachi đệ nhất cùng bậc thầy múa lửa Yamamoto. Dù chưa hề có bất kỳ thông tin gì ngoài cái tên về biệt đội máu chó này, nhưng tớ có thể khẳng định chắc chắn như bắp, ông nào cũng đều bật được Bankai hết cả rồi. Vì khác với Gote 13 hiện tại, một điều nhịn là 9 điều lành, 3 phần hiền dịu, 7 phần nghiêm túc, thì cái Gote 13 đời đầu lại được xem là những tên đồ tể máu lạnh không có tình người. Mọi nơi, lưỡi kiếm của họ lướt qua chỉ để lại vết máu từ kẻ địch và hàng nghìn, hàng vạn thây khô thông qua Bankai của Yamamoto. Gote 13 đồng nghĩa là một chiếc máy xay thịt di động càn quét bất kỳ thế lực nào ngán chân, và chính Quincy là kẻ đã thử nghiệm cho nó. Vậy nên, để sở một sức mạnh vượt trội và càn quét như vậy thì từng thành viên lúc này đều phải thuộc hàng máu mặt trong giới Shinigami lúc bấy giờ. Cho nên họ đều là những người sử dụng được Bankai, nhưng mà khi lên anime thì họ sẽ không thể nào để sử dụng đâu, bởi vì có rất là ít đất diễn và cũng chỉ qua giai thoại là chính. Ngoài các nhân vật mà tớ vừa kể thì tớ biết vẫn còn một số cá thể mà không đề cập đến như là tân đội trưởng Gote 13 vân vân. Tuy nhiên thì hiện tại bọn họ chưa có bất kỳ cái gì để dựa vào để chứng minh là họ có Bankai hay không. Thậm chí các tân đội trưởng còn bị đôn lên vì cựu đội trưởng đã hy sinh, nên ta vẫn còn phải chờ đợi xem họ có làm được gì trong tương lai sắp tới. Còn các nhân vật kể trên thì ít ra họ cũng có quá khứ hay phần nào sức mạnh làm niềm tin cho khán giả qua những giai thoại. Ví dụ như Gote 13 đời đầu làm sao mà không có Bankai, đúng không? Tại vì họ là những Shinigami máu lạnh và được tuyển chọn rất là kỹ càng, những người kiểu như tàn ác của lịch sử Gote 13 mà. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng điểm qua đó là những Bankai chưa từng được tiết lộ trong Bleach. Anh em thấy sao? Còn ai quan trọng mà tớ đã quên đề cập hay không? Hãy comment cho tớ biết nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đến những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!